Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Chư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh, kính bạch Hội đồng Chủ tọa, kính thưa đại chúng. Hôm nay con đến với hội thảo Thiền Phái Lâm Tế Trúc Thánh, lịch sử hình thành và phát triển. Con xin mạn phép trình bày với đề tài Hòa Thượng Bích Liên, danh tăng Thiền Phái Lâm Tế Trúc Thánh. Trong dòng chảy của Phật giáo Bình Định thì ở nơi đây đã xuất sinh ra nhiều bậc chư tổ chánh tăng với vai trò hoằng pháp độ sanh, mở trường Phật học, đào tạo tăng tài. Đặc biệt là có rất nhiều vị chánh tăng trong công cuộc chấn hưng Phật giáo, đặc biệt là trong nửa đầu thế kỷ 20 với tình hình chính trị xã hội diễn biến phức tạp, có nhiều tôn giáo mới ra đời và sự xuống cấp của đời sống tu sĩ đã tác động lên chư tôn thiền đức và các bậc dân sĩ trí thức để chấn hưng Phật giáo. Trong đó không thể không kể đến đó là Hòa Thượng Bích Liên Trí Hải, là bậc quảng kiến đa văn, tài đức vẹn toàn, một trong những ngọn cờ đầu trong công cuộc chấn hưng Phật giáo với vai trò chủ bút là tạp chí Từ Bi Âm và tạp chí Tâm Bảo. Thiền sư Minh Hải Pháp Bảo thì khai sáng biệt kệ khai phái Tổ Đình Trúc Thánh, được gọi là dòng thiền Lâm Tế Trúc Thánh. Thì trong quá trình hoằng dương chánh pháp thì chư tôn Tạc Đức đã truyền bá cái dòng thiền này lan đến khắp các tỉnh Trung Kỳ. Sau khi dòng thiền Lâm Tế Trúc Thánh truyền đến đời 40, Hòa Thượng Trí Hải khai sơn chùa Bích Liên đã biệt kệ ra một dòng phái mới, đó là dòng phái Chơn Giảm Trí Hải, hay còn gọi là dòng kệ phái Bích Liên. Trong đó thì có sản sinh ra rất nhiều bậc danh tăng như Hòa Thượng Trí Độ, Hòa Thượng Huyền Quang, duy trì mạng mạch của Phật Pháp và phát triển tông môn. Sự phát triển của dòng thiền là yếu tố thúc đẩy sự phát triển của Phật giáo đằng trong và thành lập các Phật học viện đào tạo tăng tài, đóng góp cho phong trào chấn hưng Phật giáo. Nói đến thân thế của Hòa Thượng Chơn Giảm Trí Hải thì Hòa Thượng Trí Hải tên tục tánh là Nguyễn Trọng Khải, sinh năm Bình Tý 1876 tại xã Nhân An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngài sinh ra trong truyền thống nho học, ngài ám tường chữ Hán và giỏi chữ Nôm. Có lẽ vì thế đây là nguyên nhân khiến ngài không biết chữ Quốc ngữ. Năm 20 tuổi thì ngài thành gia lập thất, và trong khoảng thời gian này thì ngài cũng mài dũa kinh sách và hai lần lên kinh ứng thí và chỉ đầu đến tú tài. Trong dân gian thì người ta thường gọi là tú kép. Sau đó thì ngài trở về quê tiếp tục công việc của thầy đồ. Đến năm 40 tuổi thì vợ của ngài mất đi và khiến để lại trong lòng ngài một nỗi đau thương mất mát. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến ngài phát tâm xuất gia. Và nói đến nhân duyên giác ngộ Phật Pháp, phát tâm xuất gia thì có ba nguyên nhân chính. Thứ nhất là trong tạp chí Từ Bi Âm có đề cập là hai lần người dân chài và kẹo lưới và vớt được hai phần tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, khi ghép lại thì thành một bức tượng Quán Thế Âm hoàn chỉnh, thì ngài cũng đã phát khởi lên một niềm tin. Những điều quan trọng thứ hai là ngài vốn là ngài là chữ nho, và ngài dùng văn thơ của mình để xuyên dương cái nho học, và ngài cho rằng người tu sĩ chỉ là những người mượn áo tạo đời và không biết chữ nghĩa. Và sau khi ngài gặp được quốc sư Phước Huệ thì quốc sư có cho ngài mượn một cuộn kính kim cang và ngài sẽ đi. Lúc đó thì ngài quốc sư Phước Huệ đã biên lại không sai một chữ. Thì sau nhiều lần thử thách thì ngài cảm nhận được rằng là quốc sư Phước Huệ là một bậc tài đức vẹn toàn. Sau đó thì ngài kết giao bằng hữu và cũng phát tâm xuất gia. Điều thứ ba là năm 1988 thì có một nhà sư cho ngài hai cuộn Long Thơ Tịnh Độ, nói về yếu chỉ cảnh giới Tây Phương và phương pháp đi đến cực lạc không còn sự mê lầm. Hòa Thượng Bích Liên vốn là người thông thạo chữ Hán thì ngài dễ dàng thấu đạt được cái tâm ý của cuộn kinh Long Thơ Tịnh Độ này. Sau đó thì ngài đã phát tâm xuất gia. Với những nhân duyên đó thì được quốc sư Phước Huệ giới thiệu ra chùa Thạch Sơn Quảng Ngãi để quy y với Hòa Thượng Hoàng Thạc. Thì sau 2 năm thì Hòa Thượng Bích Liên đã đạt được cái ý chí của Hòa Thượng Hoàng Thạc, và sau đó thì ngài trở về Bình Định xây dựng lập tịnh thất, ngài nghiên cứu kinh điển, trược tác và dịch thuật. Đồng thời thì ngài cũng đã tham gia giảng dạy ở Trường Hương, chùa Long Khánh.
Và cũng chính ở nơi đây, nói về tạp chí Từ Bi Âm, thì trong khoảng thời gian này thì Hòa Thượng Khánh Hòa cũng đã được thỉnh mời ra tham dạy trường hương. Và cũng lúc đó thì Ngài đã gặp được Hòa Thượng Bích Liên và Hòa Thượng Liên Tôn. Trong khoảng thời gian này thì vì cảm mến được hai vị này là tài đức vẹn toàn, sau đó thì Hòa Thượng Khánh Hòa đã thỉnh Hòa Thượng Bích Liên và Hòa Thượng Liên Tôn trở vào Nam để tham gia công tác của tạp chí Từ Bi Âm. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1931 thì tạp chí Từ Bi Âm đã được cấp phép xuất bản. Vào tháng 1 năm 1932 thì xuất bản số đầu tiên. Hòa Thượng Bích Liên giữ vai trò là chánh chủ bút của tạp chí Từ Bi Âm từ số 36 năm 1933 đến số 165 năm 1939. Trong vòng 6 năm thì bằng sự khôn khéo, tấm lòng nhiệt thành vì đạo, Ngài giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển tạp chí thông qua số lượng tác phẩm mà Ngài đã sáng tác và trược tác. Trong tạp chí Từ Bi Âm, các tác phẩm của Ngài cũng vô cùng đa dạng với nhiều hình thức như bài Sám Lục Bát, bài Diện Nôm, để những bài luận về tình độ vân vân, với mục đích là đưa giáo lý Phật Đà đến với mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là với tu sĩ. Bên cạnh đó thì vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về việc hóa kinh điển. Bằng sự khôn khéo, Hòa Thượng cùng với các cộng sự đã đưa ra những dẫn chứng thuyết phục để xóa tan cái tư tưởng lạc hậu của các dân sĩ trí thức thời bấy giờ. Hòa Thượng đã truyền tải một cách giáo lý một cách rất là khéo léo và vô cùng tinh tế. Thì ban đầu thì tác phẩm của Ngài là thơ ca Lục Bát để mọi người có thể dễ dàng ghi nhớ và dắt người sơ cơ vào đạo. Thứ hai là Ngài mang những bài luận mang tính triết lý Phật giáo để phá trừ các cái kiến chấp. Và cuối cùng thì Ngài đã diễn dịch kinh điển và giới luật. Đây là nguồn gốc của giáo lý để mọi người có thể hiểu rõ và nương nhờ vào đó mà tu tập. Sự đóng góp của Ngài đã được tạp chí tặng dương và phóng chức hội viên tặng trợ. Nói về đóng góp trong tạp chí của Tam Bảo, thì những sự suy yếu của Phật giáo vào đầu thế kỷ 20, thêm vào đó là sự ra đời của nhiều tổ chức Phật giáo tại Nam Kỳ đã thúc đẩy các tu sĩ và dân sĩ trí thức thành lập Hội Phật học. Vào năm 1935, thì Hội Phật học Đa Thành đã được thành lập. Hai năm sau, thì năm 1937, Hội Phật học Đa Thành đã cho xuất bản tạp chí Tam Bảo. Hội đã thỉnh Hòa Thượng Bích Liên làm chánh chủ bút của tạp chí Tam Bảo. Nội dung của tạp chí thì nói về bảy mục, đó là khảo cứu các vấn đề Phật giáo, vấn đáp, kính diện nghĩa, truyền cao tăng nước ta, nhàn đàm và văn nguyễn. Sự ra đời của nhiều tổ chức Phật giáo với phương hướng hoạt động khác nhau đã dẫn đến sự chia rẽ của Hội Phật học. Thì chứ vị Hòa Thượng cho rằng đây là sự đi xuống của Phật giáo. Và cho nên chư Tôn Thiền Đức đã đề xuất lên cần phải thành lập một tổ chức nhất quán trong phương thức hoạt động. Vì thế thì Hội Phật học Đa Thành đã đề cập đến việc xây dựng Hội Phật giáo Liên Hiệp. Tạp chí Tam Bảo đã đăng tải rất nhiều bài viết liên quan đến vấn đề này. Song song đó thì việc phổ cập kinh điển và giáo lý Phật Pháp là mục tiêu chính yếu của tạp chí. Trong vai trò chánh chủ bút thì Hòa Thượng đã đăng tải rất nhiều bài gồm các thể loại như là diễn dịch kinh Phật, vấn đáp Phật Pháp, luận về giáo lý, thơ ca. Chính sự đa dạng trong việc truyền tải giáo lý giúp cho tạp chí dễ dàng tiếp cận với người đọc ở khắp mọi nơi, cổ vũ phong trào chân hướng Phật giáo. Có thể thấy là đạt được những thành công ấy là nhờ sự đóng góp rất lớn của Hòa Thượng Bích Liên. Nói về phương tiện nhiệm hóa đồ chúng thì Hòa Thượng Bích Liên là một bậc thạch trụ tòng lâm, danh tiếng đồn xa. Nhiều người kính trọng tài đức nên xin quy y với Ngài. Hòa Thượng thu nhận đệ tử tài gia lẫn xuất gia, trong đó thì có nhiều vị xuất gia đóng góp cho Phật giáo nước nhà, trong đó có Hòa Thượng Liên Tôn. Ngài xuất gia với Hòa Thượng Bích Liên được ban pháp tự là Giải Tiềm, hiệu là Huyền Ý, tiếp nối dòng kế Bích Liên đời thứ hai. Hòa Thượng Huyền Quang thì xin thọ pháp với Hòa Thượng Bích Liên, được ban pháp danh là Ngọc Tân, Ngọc Tân tự là Tịnh Bạch, hiệu là Huyền Quang. Pháp sư Trị Độ thì thọ quy y với Ngài, được bá pháp danh là Trị Độ. Ngoài ra thì còn có sự đóng góp của các vị hòa thượng như là Hòa Thượng Huyền Dung, Ní Trưởng Tình Viên, Hòa Thượng Ngọc Lộ, Hòa Thượng Huyền Ấn, vân vân. Biệt kệ truyền thừa thì sau khi Thiền sứ Minh Hải Pháp Bảo biệt kệ khai phái lập nên dòng thiền Chúc Thánh, thì trong đó có mật pháp liên quan đến Hòa Thượng Bích Liên là đời thứ 34.
Minh Hải đắc trí pháp bảo ở chùa Trúc Thanh, đời thứ 35 thiệt dinh chánh hiện ân triêm chùa Phước Lâm, đời thứ 36 pháp kiêm luật oai minh giác chùa Phước Lâm, đời thứ 37 toàn chiếu minh ấn ở chùa Thiên Ấn, đời thứ 38 chướng khước tống tuyên giác tánh chùa Thạch Sơn, và đời thứ 39 ẩn lãnh tổ tòng hoàng thạc chùa Thạch Sơn. Vào năm 1919 thì ngài đến chùa Thạch Sơn Quảng Ngãi để thọ quy y với hòa thượng Hoàng Thạc, và ngài được ban pháp danh là Chấn Giám, từ là Đào Quang, pháp hiệu là Trị Hải. Ngài thuộc đời thứ 40 của dòng Tế Lâm Tế Chánh Tông và đời thứ 7 của dòng Thiền Lâm Tế Trúc Thánh. Sau thời gian hoạt động tại tạp chí Từ Bi Âm, đến năm 1931 thì ngài trở về Bình Định khai sơn chùa Bất Liên. Hòa thượng vốn là người giỏi chữ Hán, uyên thâm Phật pháp nên có rất nhiều vị đệ tử đến cầu đạo với ngài. Hòa thượng vì muốn phát triển Phật pháp, nổi giỏi tông môn nên đến ngày 19 tháng 6 năm Bảo Đại thứ 16 thì ngài đã biệt kệ truyền thừa thành một dòng phái riêng, sau này người ta gọi là kệ phái Bất Liên, gồm 8 dòng 40 chữ, 4 dòng đầu là truyền pháp danh và 4 dòng sau là truyền pháp tự. Bài kệ truyền pháp danh là Chớ Ngọc Hồng Sơn Chiếu, Trùng Châu Bích Hải Viên, Lý Minh Trí Tịnh Diệu, Trí Mực Ngộ Tâm Huyền. Và 4 câu để truyền pháp tự là Tình Duyên Hoài Thủy Liễu, là Quốc Ngự Kim Liên, Thẳng Cảnh Quy La Nhật, Tông Phong Chẩn Cổ Truyền. Thì ban đầu hòa thượng vẫn truyền pháp danh theo dòng Thiền Lâm Tế Trúc Thánh, tức là đời 40, có chữ Như và pháp tự là chữ Giải. Sau khi thành lập dòng phái mới thì hòa thượng Bất Liên truyền pháp danh và pháp tự theo dòng kệ của mình, cụ thể là đổi chữ Như thành chữ Ngọc và chữ Giải thành chữ Tịnh, trong đó có hòa thượng Huyền Quang pháp danh là Như An, tự là Giải Hòa, đổi thành Ngọc Tấn và tự là Tịnh Bạch. Và dòng kệ này đã truyền tới đời chữ thứ tư là chữ Sơn. Nói về tổng kết về hòa thượng Bất Liên thì suốt cuộc đời của mình, hòa thượng Bất Liên đã cống hiến trọn giữa đạo và đời. Đối với đời thì ngài đã hoàn thành bổn phận của mình. Đối với đạo thì trên tinh thần hoằng pháp độ sanh thì ngài đã tích cực đóng góp đối với Phật giáo trong công tác đào tạo tăng tài, phụng sự cho đạo pháp và dân tộc. Các tác phẩm của hòa thượng bao gồm chữ Hán và chữ Nôm, không chỉ chứa đựng nội dung sâu sắc mà còn cả giá trị nghệ thuật sử dụng ngôn từ. Trong đó một số tác phẩm tác động mạnh mẽ đối với văn học Phật giáo nói riêng và văn học Việt Nam nói chung. Ngài đã tích cực tham gia phong trào chấn hưng Phật giáo nhằm chấn chỉnh đời sống tăng đoàn, bài trừ mê tín, dẫn đến con đường chánh tín. Sau thời gian ngài trở thành chủ bút của tạp chí Từ Bi Âm, tạp chí Tâm Báo, với mục đích truyền bá văn hóa Phật giáo đối với tăng ni Phật tử khắp cả nước. Sự cống hiến của ngài với Phật giáo như là một hồi chuông tỉnh thức nhằm thức tỉnh ý chí của tu sĩ và Phật tử trong buổi đầu của việc chấn hưng. Hòa thượng là bậc tòng lâm thạch trụ của Phật pháp, chánh tăng của Thiền phái Lâm Tế Trúc Thánh, tiếp nối mạng mạch truyền thừa và trìa phát triển Thiền phái Lâm Tế Trúc Thánh. Ngài đã biệt lập nên kề một dòng phái mới, là ngài được xem là sớ tổ của dòng kề Bất Liên. Sự phát triển của dòng kề có sức ảnh hưởng trong nếp sống sinh hoạt của Phật giáo miền Trung, thêm phần khởi sắc và hưng thịnh. Từ đấy có nhiều bậc cao tăng thạc đức đã và đang làm rạng rỡ tông môn, phát triển Thiền phái Trúc Thánh lan rộng ra khắp cả nước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn Đại Đức Hữu Nhật. Chúng ta đã nghe về cuộc đời của Hòa Thượng Bích Liên. Đây có thể nói không những cho văn học Phật giáo, không những cho nói chung và cho dòng thiền Trúc Thánh riêng, nhưng mà còn cho văn học, cho dân tộc. Hòa Thượng cụ Thiền Sư Bích Liên có vai trò trong cái giai đoạn manh nha của nền văn học chữ Quốc ngữ. Và cái này chúng tôi đề nghị rằng là chúng ta sau này nghiên cứu, nói rằng là về không chỉ trong Phật giáo mình, tại Phật dân tộc và đạo pháp mà. Thì cho nên gọi là cái gì mình làm cho đạo pháp, tức là mình làm cho dân tộc. Hòa Thượng Bích Liên là làm ở đó. Xin mời nhà nghiên cứu Trần Sơn lên thuyết trình về Hòa Thượng Thích Thành Trụ, cho chúng ta một cái nhìn về cả thạch trụ của dòng Trúc Thánh.